cùng vươn cao hơn. Quang Thành Dương cũng đã xuất hiện huấn luyện viên chiến thuật, đó là Hồng Huy. Cơ hội đầu tiên được tháo ra dành cho Nghiêm Quang, có được lực lượng tốt nhất. Bộ khung của các thủ quân đồ thì chưa thay đổi quá nhiều ở trong những năm vừa qua. Đường mất bóng của Đặng Thái rất nguy hiểm, sau đó là một pha ra chân cực kỳ nhanh bằng chân phải của Phong Sabot. Những đường chuyền ngang có phần bất cần của Đặng Thái. Nhưng Bon Bon đã có một tình huống xử lý hay, một pha phát bóng tập trung của Bon Bon. Phong Sabot, Tino phá dứt điểm khá xoáy của thủ Tino. Xuyên chút nữa thì anh đã tạo nên sự bất ngờ. Bon Bon chủ động di chuyển, nhưng khi trái bóng về gần với khung thành của Bon, nó lại có một độ xoáy nhất định. Mặc dù không thể ôm gọn trái bóng nhưng Bon Bon vẫn đã cản phá thành công. Và chắc chắn rồi, với trận thi đấu của Thịnh Dương thì ngày hôm nay thì ông bầu Linh Vinh An cũng sẽ xuất hiện. Một chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho Phong Sabot. Đánh đầu rất nguy hiểm, một pha cản phá xuất thần của tiền vỡ. Tình huống bật cao và đánh đầu với một lực căng của Nghiêm Quang. Sức mật, khả năng tì đè, chọn vị trí là điểm mạnh. Rất nguy hiểm, bóng đã chạm vào chân của một cầu thủ áo xanh, có lẽ là chạm vào chân của Hoàng Huy. Sau pha dứt điểm của Chu Bá Bà, 1-0 dành cho các thủ quân đội. Bàn thắng đến rất bất ngờ, và nếu như không chạm vào chân của người đồng đội thì có lẽ là tiền vỡ cũng có thể làm chủ được tình hình. Pha xử lý khá hay của Chu Bá Bà. Tiến lình gặp hơi hiểm mất rồi, nhưng vẫn có bàn thắng thứ hai. Đó là sự thay đổi người với một chiến thuật tuyệt đỉnh. Cầu thủ vào sân thay người, tình huống chạm bóng đầu tiên đã có được bàn thắng. Một công rất lớn trong pha bóng vừa rồi là đường kiến tạo của Chu Bá Bà. Tiến Đình di chuyển với một sự kết nối, và tình huống băng vào của Tiến Dũng. Hàng phòng ngự của Thịnh Dương tê liệt hoàn toàn, và bàn thắng thứ hai đến với các thủ quân đội. 2-0, bóng vẫn còn, rất nguy hiểm. Vừa rồi là các thủ quân đội dường như đã hơi chủ quan. Thú Tín Đồ phá dứt điểm của Thú Tín Đồ, nhưng vẫn không thể đánh bại được Bon Bon. Một trong những khoảng trống hiếm hoi, và Thú Tín Đồ ra chân tương đối nhanh. Nhưng ngày hôm nay thì Bon Bon đang hoàn thiện khả năng bắt tay của mình. Và không chơi bóng chưa tốt của Tín Đồ, rất nguy hiểm. Sau đó là tiếng ra chân nhanh của Tiến Dũng. Tino đã bị mất bóng bởi tình huống tranh chấp. Và đây là một trận đấu đầu tiên mà Tiến Dũng được đưa vào trong, không phải đây là Tú Tino. Hakimi phạm lỗi rồi và sẽ có một chiếc thẻ vàng. Thẻ vàng dành cho ai đây? Như vậy là thẻ vàng được rút ra dành cho Hùng Cá Đồ rất nhiều. Nghiêm Quang chân phải rất nguy hiểm, trái bóng đã đi sượt cột dọc. Và chút nữa thì Nghiêm Quang đã tạo ra một khoảnh khắc tiếp theo. Những tình huống chớp cơ hội, không chơi bóng và dứt điểm như vậy là một trong những điểm mạnh. Hồng Huy quá người, Hồng Huy. Đó là một tình huống dứt điểm chứ không phải là một đường chuyền ra ngoài. Hồng Huy đã có một pha xử lý đột phá cực kỳ đẳng cấp. Nếu như anh đưa ra một chuyền dành cho Tú Tino bên trong, khả năng có được bàn thắng là cao hơn. Vẫn là những đường chuyền đi chuyền lại rất nhiều. Chân trái rất căng, Bon Bon vẫn đang quá xuất sắc. Đôi khi chỉ cần 5 phút thôi chúng ta cũng có những bàn thắng rất đơn giản. Như vậy là cuối cùng đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số cho các con này.
Lần này thì Tú Tino đã ghi bàn bởi từ dứt điểm ở trên trái. Anh đã quyết đoán hơn cho tình huống xử lý vừa rồi. Bon Bon bị đánh bại bởi một tình huống dứt điểm chìm. Một gương mặt cực kỳ đáng tiếc của Hoàng Huy. Cao thủ Quan Độ cần phải thận trọng. Nếu như cao thủ Thịnh Đường phá được quá trình, một pha bóng mà Bon Bon chôn chân hoàn toàn. Rất tiếc dành cho Phong Sabot là trái bóng lại không đi vào khung thành. Nó chỉ còn cách khung thành của Bon Bon khoảng 40 phân rồi thôi. Có vẻ như Tiến Ninh sẽ chuẩn bị được rút rời sân bên phía cầu thủ Quan Độ. Rất nguy hiểm. Thay người bên phía cầu thủ Quan Độ.